làm lên sức nhà tơ thì lại là sức nhà cuối đầu tương lai bên dân đất thì dân nhà vẫn tiếp từ mình vẫn nguyện từ đi sức nhà vẫn nguyện từ đi vẫn xin sư phật độ thì người thương cô là công chúa thì cùng từ bình
dâng nhang cấn nguyện từ bi, phân rằng chư Phật về độ chỉ mười phương Bồ La cùng chú sông Hồng Sơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.